Xin chào mọi người ha. Chiều hôm nay thì mình xả cho mọi người cái con laptop Lenovo ThinkPad L380, mình đặt nó là mã B4 nha mọi người. Màn hình 13.3 inch. Cái con này thì mình sẽ giới thiệu đến mọi người cái cấu hình, sau đó mình báo cái ngoại hình và chi tiết. Thật sự xả ra là bởi vì cái ngoại hình nó có xấu. Xấu như thế nào thì mình sẽ báo mọi người ha. Chứ còn máy thì zin đét hết trơn á. i5 thế hệ 8. RAM 16GB. SSD là 256GB ha. Và mình có chip series máy luôn. Máy được sản xuất năm 2019. Pin thì nó phải là, con này phải là pin 4 giờ mọi người. Pin cực kỳ ok. Chức năng hay là mọi máy đều là rất là tốt luôn. Màn hình nó là HD, không phải Full HD nha, nhưng mà mọi người thấy rõ chi tiết lắm nè. Con này thì bây giờ mình sẽ chỉ dán phím. Mình có phím thì có bóng nhẹ thôi. Và mình đã dán phím quốc tế hết trơn rồi. Đây ha. Cái giá thì cực kỳ tốt luôn mọi người. Bàn re chuột cũng đẹp nè. Góc cạnh chỗ này thì hơi mòn. Và hơi mòn, nó hơi bóng. Hơi bóng ha. Đây. Cái nhược điểm của con này mà để giá nó rẻ mà mình xả trước mắt là Cái chỗ này là đây, nó cái phần này là cái miếng nẹp rất là mỏng thôi mọi người, và nó có bị nứt một xíu đây. Nẹp vô hoàn toàn không ảnh hưởng gì hết, nó có cái dấu nứt một chút xíu đó ha, không ảnh hưởng gì hết. Cái miếng nẹp đó ra nó rất là mỏng. Và thứ hai là ở chỗ này, đây góc cạnh nè, và cái chỗ gần cái bản lề hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới bản lề nha. Máy rất là cứng cáp vô cùng, chất luôn. Nhưng có điều là cái dòng này là cái miếng này nè, bình thường người ta có thể nạy ra được. Cái miếng này nó mỏng lắm. Miếng này là cái miếng là nẹp vô để nhìn nó đẹp, là đúng cái khuôn này thôi. Nó mỏng chứ nó hoàn toàn không có ảnh hưởng gì tới máy hay gì hết. Cái dòng này nó hay thỉnh thoảng nó hay bị nứt. Mình có thường view những cái mà nó có nứt như thế này rồi, nó vẫn cứng cáp, nó có ngàm hết trơn đâu vào đó rồi. Nhưng mà ví dụ như trong quá trình mà nhiều khi là vận chuyển hay gì đó nó tức á, cho nên nó nứt. Không ảnh hưởng gì bên trong hết nha mọi người. Cái vỏ thôi, cái vỏ này tháo ra nó mỏng dính nè. Nhưng cái vỏ này luôn nè mọi người, nè có thể là đưa tay vô, như mình là đưa tay vô nảy ra được luôn á. Nó mỏng. Cái này nó vậy là hai chỗ ha. Thứ ba nữa là con này, cái màn hình của nó trên nền màu thì không sao, nó hơi tối. Chỗ này nó hơi tối hơn. Mọi khi mình cũng có bán một hai con như thế này vận chuyển là nó hơi tối. Và cái này nó, mình bảo hành cho mọi người một tháng là nó sẽ không có loang, nó sẽ không có hư, nó không có bị giống như là bị sọc hay gì đó, nó sẽ hư. Còn cái này thì nó tối, có khả năng là sau này mọi người sử dụng nó sẽ hết, còn không thì nó hơi tối một chút xíu ở bên cái góc đó thôi. Còn lại là bình thường hết, sử dụng là bình thường, không có vấn đề gì. Có bảo hành cho mọi người một tháng để mọi người yên tâm. Cái màn hình này thì nó không Full HD, nó mà thay thì nó cũng rẻ thôi. Nhưng mà có điều là có sao thì mình bán vậy. Mình báo cái giá là giống như không tính tiền màn hình luôn á mọi người ha. Mã B4 nè, hoạt động hoàn hảo, không có lỗi lầm gì. Cái vỏ ở ngoài rồi nhìn chung thì ở trước mặt tiền của nó là không bị trầy xước, chỉ có bị trầy các viền thôi. Đây nè, thì xác định là máy xấu mọi người ha. Nó là vẫn là Gen 8 mà. Đây có mòn nè. Có mòn là mòn cái mất cái sơn thôi, nhìn thế này chứ mà quét cái sơn hoặc là có cái sơn xịt cái sơn đen lên nó là ok mọi người. Sao thì bể vậy, mòn cái sơn nha chứ không phải là bị mòn gì đâu, sờ vẫn rất là mịn luôn á. Nè có mòn, chỗ này thì là có cấn, chỗ này thì có cấn nè. Vỏ nhôm mọi người thấy nó cứng cáp ghê không, nó cấn, nó móp nhôm á. Này nó nhôm dày lắm. Đây ha, mòn các góc, nói chung là các góc là có mòn, còn nhìn chung thì là đẹp. Nhìn không phải là đẹp, thực sự nhìn chung thì nó cũng tương đối. Vỏ nhôm mà, còn các góc thì nó xấu, là nó có bị mòn như thế này. Mọi chức năng là ok, pin phải là trên 4 giờ, kèm sạc Type-C zin nè. Ngõ kết nối nè, sạc Type-C USB HDMI. Bên này là ngõ USB ha. Nói chung là các ngõ kết nối là nó tương đối đầy đủ mọi người. Và mình báo giá mọi người, giá cực kỳ tốt luôn, máy kèm sạc. Giá giật mình luôn mọi người, 3,5 triệu thôi. Sở hữu một con Gen 8 RAM 16GB của ThinkPad ha. Chỉ có là những cái lỗi mà mình chỉ sơ qua, nó cũng chỉ là gọi là ngoài da đó mọi người, còn không vấn đề gì hết. Máy là bao zin nguyên 100%, không hề sửa chữa, mọi người yên tâm về chất lượng. Cảm ơn mọi người nhiều ha. Ai chốt thì inbox mình, có 3,5 triệu thôi mọi người.